Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Lại là những câu chuyện độc lạ thường ngày của cậu nhóc Shinosuke đây. Là fan bê tông cốt thép của Shin, chắc hẳn chúng ta đều biết Bo và Maso là hai người bạn trầm tính, ít nói, hiền lành nhất trong đội phòng vệ Kasakabe. Rất hiếm khi ta thấy cả hai nổi nóng hay bất đồng với nhau. Ấy vậy mà cũng có những lần Maso và Bo gạch mặt với nhau đấy. Mọi chuyện diễn ra như thế nào? Liệu đội phòng vệ Kasakabe sẽ làm sao để hàn gắn vết nứt đây? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. À, tập phim còn có ước muốn có giường riêng của Shin và chiến dịch tiết kiệm của mẹ Mise nữa đấy. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Tập phim Bo nghỉ chơi với Maso. Hôm nay, đội phòng vệ hẹn nhau mang bộ sưu tập của mình tới công viên để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Trước tiên là Kazama, cậu đã sưu tập những cây bút chì kỳ lạ, đủ mọi hình thù trên thế giới. Đây là quà mà bố cậu mua khi có dịp công tác nước ngoài. Tiếp đến là Nene, khỏi cần nói cũng biết cô nàng có nguyên xe kéo toàn là thỏ bông. Đặc điểm nhận dạng chung là con nào con ấy cũng đều te tua, thấy mà thương. Chắc là thường ngày bị Nene tăng tương tác nhiều quá đây mà. Người tiếp theo là Shin, ông cháu lôi ra hai bịch đựng rác, mùi hôi lan tỏa ra khiến các bạn cũng phải dè chừng. Hóa ra bộ sưu tập của tên sư quậy là những sợi vỏ táo, nào là vỏ táo Mỹ, vỏ táo phú sĩ, còn có cả vỏ táo thơm đen được giữ từ hồi Tết đến giờ. Thôi, chuyển nhanh sang người khác, chứ bộ sưu tập bốc mùi này sắp làm banh lâu mũi mọi người rồi. Bộ sưu tập của Bo là những viên đá có hình thù kỳ lạ. Sao cục đá này trông giống cái gì đó bốc mùi quá vậy? Suy nghĩ linh tinh, đó là hình bánh su kem vị sô cô la đó ba. Cuối cùng là Maso, cậu có nguyên combo quà tặng khuyến mãi đi kèm khi mua hàng, toàn là những mô hình hiếm có khó tìm không đấy. Dưới mắt trầm trồ của các bạn, Maso đắc chí nói, mình khác xa về Bo nha, phải tốn rất nhiều tiền mới mua được bộ sưu tập này đó. Đụng chạm rồi đấy nha. Bố tức giận phân bua, bộ sưu tập của mình cũng phải tốn tiền đi tàu điện để sưu tập, với lại còn mất thời gian để tìm kiếm nữa. Nó chứa đựng mồ hôi, công sức, chứ không giống như người dùng tiền của bố mẹ để mua quà tặng khuyến mãi về là bộ sưu tập đâu. Maso liền phủ nhận rằng đó là tiền tiết kiệm của mình. Cứ như thế, cả hai cãi nhau càng ngày càng to, không ai chịu nhường ai. Kazama và Nene thấy tình hình căng thẳng liền chạy vào can ngăn, còn ông Shin thì chỉ chăm chăm ngắm bộ sưu tập quà khuyến mãi. Kazama bèn kêu ông tướng này tìm cách giảng hòa, thế nhưng nhờ con báo này thì khác gì tự hủy. Kết quả là cả hai quyết định gạch mặt nhau luôn. Hai người vừa đi, Nene liền úp mặt khóc, cô không muốn thấy tình bạn cứ thế bị chia rẽ. Vậy nên cả ba quyết tâm sẽ giúp hàn gắn tình cảm giữa hai người họ. Shin và Nene sẽ đến nhà Maso, còn Kazama thì đi gọi Bo. Thế nhưng, đầu cơm nó nhất quyết không chịu gặp mặt và đuổi hai bạn về. Ít phút sau, thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì, Maso bèn ngó ra xem. Có vẻ như Nene và Shin bỏ cuộc thật rồi. Thế nhưng, khi ông cháu vào nhà thì đã thấy tên sư quậy nằm thảnh thơi trong phòng đọc truyện tranh, ăn bánh. Còn Nene thì đang lén lút vào từ đằng sau. Cô bạn cố gắng dùng lấy ngon tiếng ngọt khuyên Maso làm hòa với Bo. Cơ mà của cậu vẫn còn cứng đầu lắm. Chỉ đến khi Nene dọa sẽ để Shin cắm rễ ở đây thì ông cháu mới hoảng sợ và đồng ý vội. Chuyển cảnh đến công viên, Bo và Maso vẫn chẳng thèm nhìn mặt nhau. Không ai chịu mở lời trước, nếu thế thì mở lời cùng lúc vậy. Không phụ kỳ vọng, Bo đã mở lời trước, nhưng mà là lời trách Maso. Maso tuy mở lời sau, nhưng cũng không chịu nhượng bộ. Tình hình đã căng thì chớ, tên sư quậy còn liên tục chống gậy bánh xe, làm cả hai muốn gây lộn luôn. Thôi, ông né ra để Kazama vào can này. Thôi, chỉ là bộ sưu tập nhỏ xíu thôi mà, tụi mình bỏ qua cho nhau nha. Nghe thấy từ bộ sưu tập nhỏ xíu, Bo và Maso liền thấy nóng nóng cái đầu liền. Cả hai đồng loạt chỉ trích Kazama xem thường bộ sưu tập của mình. Cũng nhờ vậy mà hai bạn đã tìm được tiếng nói chung và làm hòa với nhau. Còn Kazama thì bất đắc dĩ trở thành đối tượng bị gạch mặt. Giờ thì làm sao để cậu làm hòa với hai người kia đây? Tập phim Con thích ngủ giường riêng. Kazama đang nằm thành thơi đọc sách thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông. Thì ra là Kushin. Hôm nay trời không mưa, không nắng. Sao ông báo này lại qua đây vậy ta? Tên sư quậy đưa cho cậu bộ đồ chơi con báo mà mình mượn. Một năm rồi mới thấy lại bộ này đấy. Sau đó, Shin đánh tiếng hỏi, sao mình đã cất công tới đây rồi mà cậu không mời mình vào nhà ăn bánh uống trà đi? Thì vào ăn lẹ đi, rồi về dùm. Sơ xong chiếc bánh kem, Shin liền chạy vào phòng Kazama. Đúng là bó tay về cái tính tự tiện của ông báo này. Lo sợ phòng mình sẽ thành bãi chiến trường, Kazama liền đuổi theo, lôi tên sư quậy ra ngoài. Thế nhưng, Shin vẫn sống chết bám lấy chiếc giường không chịu buông. Nếu thích giường như vậy thì tự về nhà mua giường riêng đi. Cơ mà nhà Shin chỉ quen ngủ nệm thôi. Nói rồi, cô cậu nhìn về phía Kazama với ánh mắt năn nỉ, hứa chỉ nằm trên giường một chút thôi, chứ không làm điều gì quá đáng cả. Hết cách, Kazama đành đồng ý cho tên sư quậy trải nghiệm một chút. Vừa nhận được sự đồng ý của chính chủ, Shin thích thú lăn lộn khắp giường. Mọi chuyện vẫn ở mức chấp nhận được cho đến khi ông báo này bắt đầu làm mấy cho con bò và hít lấy hết để mùi của Kazama. Cậu bạn lập tức chạy lên kéo ông thần này xuống, song Shin vẫn không chịu buông tay. Đúng lúc đó, mẹ của Kazama đi vào, thấy cảnh con trai mình đang kéo quần bạn học thì không thể suy nghĩ trong sáng được. Rơi vào hoàn cảnh tình ngay lý gian, Kazama có nghìn cái miệng cũng không thể thay mình nổi. Kết quả là cậu bạn bị mẹ giáo huấn một trận, còn Shin thì nhân cơ hội đánh bài chuồn gấp. Về đến nhà, nhân cơ hội mẹ chuẩn bị trong bếp, Shin bày lấy nệm ra trải lên bàn để làm thành giường. Lăn lộn còn chưa kịp ấm người
thì quái vật Bubba Ngấn đã có mặt để dập tắt ước mơ ấy. Dương thì chuẩn bị sau cũng được, nên Shin sẽ sửa soạn đồ trang trí phòng mình trước. Ông cháu lên phòng làm việc của bố và đánh dấu chủ quyền ở một góc để làm phòng riêng. Có tớ một siêu quậy ở đây thì làm sao bố tập trung làm việc được. Vậy nên bố lập tức đuổi cậu ra ngoài. Dù quả hơi miễn cưỡng, nhưng này phải nghe theo thôi chứ biết làm sao. Trước khi đi, ông bảo con này còn không quên để lại cho bố một quả bom sinh học để tạm biệt. Xin chuyển sang chỗ của TV, nhưng chưa kịp nằm thì đã bị mẹ ganh đủ việc. Suy đi tỉnh lại thì có vẻ phòng ngủ này là hợp lý nhất rồi. Nhưng nếu làm phòng riêng ở đây thì bố mẹ ngủ ở đâu? Chắc là sẽ ra phòng khách. Đang nghĩ những thứ cần chuẩn bị cho phòng riêng thì Ma giật mình tỉnh giấc, bỏ tới quậy anh trai. Chị mất kiên nhẫn bèn mang em gái ra ngoài. Mẹ tính vào hỏi chuyện thì thấy ông cháu đã lôi hết đệm trong tủ ra để làm thành giường. Cậu nói mình đã đến tuổi đi học nên cần phải có phòng riêng và giường riêng. Vậy có phòng riêng rồi thì con tính làm gì? Thì để lăn lộn như này nè. Lý do xả lơ, lo mà dẫn Bạch Tuyết đi dạo đi. Nhìn thấy chuồng của Bạch Tuyết, ông cháu bèn vào trong nằm thử và nhận ra ở đây hơi chật chội và buồn. Đêm đến, Shin quyết tâm một ngày nào đó sẽ xây nhà riêng. Lúc đó, nhất định sẽ có phòng riêng và giường riêng cho cậu thao ở quậy. Về phía Kazama, do ngủ một mình sợ quá nên cậu bạn bèn ôm gối sang ngủ cùng mẹ. Có vẻ như không phải ai cũng thích có phòng riêng lắm nhỉ, đặc biệt là với Mama Boy chính hiệu, ngoài mạnh trong mỏng manh như Kazama. Tập phim Chiến dịch tiết kiệm của mẹ. Ngày mới bắt đầu trong tiếng thở dài đều đặn và trầm bổng như tầm nhạc của mẹ Mise. Rõ ràng mẹ đã cố gắng chi tiêu hợp lý, thế mà sao chẳng dư được đồng nào để tiết kiệm. Cả tương lai gần lẫn tương lai xa đều đủ thứ tiền phải chi, vậy nên mẹ quyết định sẽ gửi tiết kiệm dự trù. Nói là làm, tối hôm đó bố không được xem TV, cũng không được uống bia nốt. Chính cũng hiểu cho nỗi khổ của bố vì sự đường đột này nên đã mang giao cho bố một chai bia cho đỡ thèm. Cơ mà thay vì đổ ra sinh tố lúa mạch thì bên trong lại chỉ là nước lọc. Chính gọi đây là loại bia dự trù mới, được điều chế từ nước khoáng đóng chai. Trải qua quá trình lên men và chế biến, nước khoáng đã trở thành nước lọc, có công dụng giải tỏa cảm giác thèm bia. Hoặc là không. Thấy bố có vẻ không hào hứng lắm, Shin bèn giả làm cô Megumi ở quán bar phục vụ cho bố. Nói rồi, cậu lấy ra tấm danh thiếp đã nhặt được khi bố bất cẩn làm rơi. Bố hốt hoảng tính giật lại, nhưng ông cháu đã nhanh hơn một bước và giả nó lên đầu. Đúng lúc đó, mẹ đi vào nên bố không dám manh động, đành để mặc cho báo kia đắc chí là mình làm mẩy. Shin tính rót thêm cho bố một cốc bia lọc nữa, nhưng toàn nước lạnh thôi, có gì đâu mà uống. Anh Hiroshi đã chê Megumi này rồi sao? Nghe thấy cái tên lạ, mẹ bèn hỏi bố Megumi là ai? À thì chỉ là tên ông thầy cúng nào đó trong bộ Jujutsu Kaisen thôi mà. Để tránh sự việc bại lộ, bố đành phải làm theo lời Shin. Nhân lúc cô cậu không để ý, bố nhanh tay tóm lấy cậu để lấy lại tờ danh thiếp. Không may, Shin vùng vẫy mạnh quá nên nó đã bay trúng đầu Hima. Khi bố vừa giữ được Hima thì cũng là lúc mẹ nhặt được tờ giấy tử thần. Mẹ bèn hỏi lại, thầy cúng nào mà lại đi tiếp bia ở trong quán bar thế này? Sau đó, dĩ nhiên là không còn sau đó nữa. Chỉ còn nghe thấy tiếng la hét thất thanh của bố xé toạc màn đêm mà thôi. Sáng hôm sau, mẹ dẫn Shin và Hima đến trung tâm thương mại mua ít đồ. Thấy cá ngừ đại dương đang được giảm giá, mẹ lập tức chạy đến xem. Quả thật là giá dễ chịu thật đấy, nhưng so với mấy loại thịt bình thường thì vẫn còn đắt quá. Sau khi đã săn được kha khá đồ giảm giá, mẹ con Shin vui vẻ ra về trong chiến thắng. Chợt, sự chú ý của mẹ đã vào phải gian hàng thời trang giảm giá một nửa bên đường. Shin nhắc lại cho mẹ nhớ khẩu hiệu tiết kiệm, cơ mà nhìn thấy độ háo hức thế kia thì các bạn cũng đoán được kết quả rồi ha. Và những câu chuyện thú vị trên cũng đã kết thúc video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nha. Chúng ta sẽ quay trở lại với nhiều tập phim thú vị hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.